Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy học cùng với Chúa Giêsu vì Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Sự hiền lành của Chúa không phải là đi tìm sự thỏa hiệp với thế gian. Chúa không im lặng trước sự dữ. Chẳng hạn Chúa đã từng lên án gắt gao thói giả hình và gian tà của những kẻ biệt phái. Rồi Chúa cũng đã từng xô đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Chính vì những điều Chúa đã làm, những lời Chúa đã nói ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo, đến địa vị, đến chỗ đứng của các biệt phái mà người ta đã tìm cách giết Chúa Giêsu. Sự hiền lành của Chúa Giêsu là vì công lý mà chịu thiệt thòi không kháng cự, vì dám nói sự thật mà phải chết nhục nhã trên cây thập giá. Nhưng Ngài không oán hận và còn xin cùng Chúa Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa Giêsu đã đấu tranh nhưng bất bạo động, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm, oán báo oán, oán chập trùng, và còn tha thứ cho sự xúc phạm của tha nhân không chỉ 7 lần mà 70 lần 7. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong 8 mối phúc thật, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Như thế hiền lành ở đây là sống thật và làm chứng cho sự thật, không nhượng bộ, không thỏa hiệp với dối gian. Cho nên, cho dù vì lẽ công chính mà mình bị bắt hại, bị thiệt thòi, vẫn chấp nhận vì phần thưởng của chúng ta là nước trời. Sự hiền lành của Chúa Giêsu còn hề tại ở sự cảm thông với mọi lỗi lầm của người khác, không thành kiến đối với những người bị xã hội ruồng bỏ. Ngài yêu thương tất cả mọi người, Ngài đến và đối thoại với họ, Ngài mở cho họ một con đường mới, Ngài giúp họ làm lại cuộc đời như bà Maria Magdalena, như Gia-kêu hay người thiếu phụ bên bờ giếng Gia-cốp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa quyền năng, thế mà đã trở nên như một con chiên hiền lành trước người thợ xén lông. Vì thế, hiền lành chính là nhân đức của người mạnh và phải có bản lãnh mới kiềm chế sự nóng giận của mình. Vậy, nhân đức hiền lành nắm giữ một vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kinh nghiệm cho thấy chúng ta không thể nào sống cô độc lẻ loi như một hòn đảo giữa biển khơi hay như một pháo đài biệt lập, mà trái lại, chúng ta sinh ra là sống cho, sống với và sống nhờ tha nhân. Vì thế trong cuộc sống chung đụng này, chúng ta không thể nào tránh đi những va chạm, những bực bội, những buồn phiền, vì nhân vô thập toàn, ai cũng có những sai lỗi, những khuyết điểm, những tội lỗi của mình. Hơn thế nữa, bá nhân là bá tánh, mỗi người đều có một tính tình riêng. Bởi đó, chúng ta cần phải biết quên mình đi và tha thứ, nhịn nhục và chịu đựng, vì một sự nhịn là chính sự lành. Vì vậy, thứ nhất, chính sự hiền lành sẽ tạo nên trong gia đình và ngoài xã hội một bầu khí hòa thuận và êm ấm. Chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Thứ hai, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính sự hiền lành sẽ bắt được một nhịp cầu cảm thông và sẽ tạo được những mối liên hệ tốt ngoài xã hội giữa chúng ta với nhau. Bởi vì già nếu thì đứt dây, bên thẳng thì bên phải thùng, cả hai đều thẳng thì cùng đứt dây. Thứ ba, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính sự hiền lành giúp chúng ta bớt đi bạo lực gia đình và xã hội do tính nóng nảy, giận hờn quá mức của con người, vì chân giận quá thì mất khôn. Và cuối cùng là sự hiền lành thường đi song song với khiêm tốn. Hiền lành để tha thứ, dễ gần gũi chúng ta, và khiêm tốn để ta dễ hòa đồng giữa ta với tha nhân. Kiêu căng thường phân loại để chơi, người hiền lành thì đối xử với mọi người như nhau. Người hiền lành ai cũng muốn tới, kẻ gian ác kiêu ngạo ai cũng chạy cho xa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu Ngài hiền lành và khiêm nhường, nên ai cũng có thể tiếp xúc với Ngài và Ngài cũng có thể gặp gỡ trao đổi với mọi người, từ em bé tới người già, từ người giàu đến kẻ nghèo hèn, từ người công chính đến kẻ tội lỗi và người đau yếu đến người khuyết tật, vân vân. Ước gì qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta biết học nơi trái tim yêu thương của Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Ngài không ở trên cao nhưng hạ mặc lấy thân phận con người. Ngài còn dạy chúng ta bài học khiêm tốn, quỳ gối rửa chân cho các môn đệ, một cử chỉ khiêm tốn đến nỗi Phêrô đã bật trực và thốt lên: không đời nào thầy lại rửa chân cho con sao? Đó là một sự tự hạ không ủy mị hay luồn cúi, mà là bài giáo huấn sống động về tinh thần hiền lành, hy sinh, phục vụ lẫn nhau. Ngài đã dạy chúng ta hãy sống đúng với thân phận con người là lệ thuộc vào Chúa. Ngài đã dạy chúng ta hãy hạ mình để sống hòa hợp với tha nhân, đừng tự cao tự đại để gạt Thiên Chúa ra bên ngoài như Adam và Eva năm xưa, chỉ dẫn tới chỗ diệt vong. Đừng tự cao tự đại đến nỗi đè bẹp người khác để mình được tôn vinh. Đừng khinh bỉ người tội lỗi bất hạnh nhưng yêu thương và tôn trọng họ. Và trên hết, chúng ta hãy mang lấy tâm hồn hiền lành để luôn luôn đơn sơ và nhỏ bé trước mặt Chúa và mặt tha nhân. Vậy, sự đơn sơ và nhỏ bé là dấu chỉ đặc thù của sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng mà Chúa Giêsu hôm nay muốn dạy cho chúng ta. Đây cũng là phương thế để chúng ta đón nhận mặc khải nước trời và đón nhận tình thương của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của mỗi người chúng ta hôm nay.